Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy có tích pin. Đầu tiên đây là mũi kim. Đó ra. Đó xin chào. Mũi kim. Máy thì trên máy có, đây là công tắc nguồn, điều chỉnh chiều dài kim, ngắn kim. Đây là bộ nguồn điện. Đồng lượng cắm 220. Ví dụ thế là 4,2V. Đây là pin tích. Pin tích. Đầu sạc pin tích. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy với nguồn điện trước. Đầu tiên thì các bạn cắm vào nguồn điện 220. Khi đèn hiển thị xanh là đã có điện. Giờ này các bạn kết nối với cả máy ổ cắm này. Đây là công tắc. Đấy. Bạn phải bật công tắc này để máy chạy, và nghe máy chạy. Đấy. Bật tắt, bật điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, và nhanh hơn nữa. Bạn thể nghe thấy rất là nhanh. Đấy. Nhanh chậm. Điều chỉnh nhanh chậm ở đây. Chiều dài kim ở đây. Tôi sẽ lắp thử kim cho bạn xem. Là kim thông thường thì kim đều thẳng. Thì chú ý bạn cuối kim thì bạn sẽ uốn một góc cong như thế này. Đấy. Thông thường bạn lắp nếu kim thẳng là bạn lắp như thế này, bạn không bẻ kim. Bạn không bẻ kim thì kim rất là lỏng, nó sẽ tuột ra, nhưng khi bạn bẻ lại cắm vào thì nó chặt kim lại, giữ kim lại. Máy chạy tốc độ rất là cao thì nó sẽ làm cái kim nó xô đi xô lại, nhưng mà khi bạn cố định thì kim sẽ không xô đâu. Lắp vào. Đây là đầu dẫn kim. Kim 1 thì đi với đầu dẫn kim 1, kim 3 đi với đầu dẫn kim 3. Kim 5, kim 7 thì đi theo đầu dẫn kim. Lắp vào. Phải nhìn thấy kim. Thở ra. Chú ý là kim bạn đã để thỏ ra cỡ khoảng độ 1 ly. Như thế này là vừa. Đấy. Khi lắp thì bạn có thể là thử luôn. Cắm vào. Có thể thử với da giả. Đấy, các bạn có thể xem với da giả đây. Để xong theo ra luôn. Đấy. Điều chỉnh tốc độ phù hợp. Kim rất êm mà không bị nát, bạn phải đi theo ý của mình. Kim 1 là đi viền, kim 3, kim 5 để đánh bóng. Đấy. Tôi sẽ hướng dẫn bạn là sử dụng pin tích. Đối với máy thì đây là pin tích. Pin tích của máy. Đây là đầu để sạc điện cho pin tích. Nếu sạc thì các bạn chú ý là cắm vào, vặn vào, cũng không cần vặn quá chặt. Vặn tới. Bạn cắm vào đầu sạc pin ở đây. Khi bạn nhìn thấy ở trên này đang là màu xanh là pin chưa sạc, bạn bấm công tắc trên này. Chuyển sang màu đỏ là đang sạc. Và sau thời gian sạc khoảng có 1 tiếng đến 2 tiếng tùy theo pin của bạn, khi hết sạc điện thì khoảng 2 tiếng thì cái này sẽ chuyển sang màu xanh. Thì lúc đó là máy đang sạc, đã sạc đầy, bạn thể rút điện ra. Khi rút điện ra, khi trong trường hợp mất điện thì bạn tháo đầu pin tích ra. Tháo pin tích, đầu sạc là bạn bỏ ra ngoài. Đây là pin tích. Ở trên máy thì các bạn vặn bộ phận cắm với điện đuối ra. Đấy, chú ý trong này là có 4 cái chân thì các bạn đừng có lấy tay hay lấy cái gì gậy vào trong, nó sẽ gãy và không tiếp điện được. Cái mặt này cũng thế. Đấy, bạn vặn vào. Vặn vào như thế. Vặn vào. Thì tới khít vừa chặt tới, không còn chặt quá. Nếu nhiều bạn vặn chặt quá nó sẽ rất là lâu ngày, sẽ trượt gen. Vặn bấm sẽ chạy. Đấy, bạn phải lưới ra, không dùng bạn phải lưới ra. Đấy. Máy chạy, không dùng nó còn tháo ra. Đấy. Lại lắp bộ phận này vào như bình thường. Thao tác rất là đơn giản. Đây là phía công tắc ở sau pin để chạy cho máy. Đấy. Ok.